Tuyến hai không vào. Xuân Thành có một pha gạt bóng rất nhạy cảm, có lẽ đó làm tình huống việt vị. Tiếp tục là một cơ hội dứt điểm ở tuyến hai, phạm lỗi rồi, sẽ là một quả phạt rất nguy hiểm. Số 10 đang vào đà, nhưng anh vẫn chưa thể sút phạt ngay khi mà vẫn có những tình huống lộn xộn từ phía các cầu thủ làm hàng rào của cả đội khách SHB Đà Nẵng cũng như là của đội chủ nhà Thanh Hóa. Natiase và Thanh Bình và khác biệt đã được tạo ra ở phút cuối cùng. Một siêu phẩm và một bàn thắng mang về 3 điểm, mang về chiến thắng nhiều khả năng đến 99,9% rồi. Thời gian thi đấu có lẽ chỉ được tính bằng giây thôi. Khác biệt của trận đấu đôi khi lại tạo ra những tình huống cố định, và tình huống cố định đó đã gọi tên đúng chủ nhân của nó, cầu thủ.